Chào mừng Kiếp đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, trang 109 đến trang 112, tuần 13, bài 7, về ngôi nhà đang xây. Khởi động, trao đổi với bạn những điều em quan sát được trong bức tranh của bài đọc. Như vậy các em sẽ quan sát bức tranh bài đọc thì chúng ta thấy là bức tranh vẽ cảnh một ngôi nhà đang xây, xa xa có các tòa nhà cao tầng nè. Rồi có hai bạn học sinh đang chỉ tay và nói về ngôi nhà. Tiếp theo khám phá và luyện tập, đọc một nhỏ đọc bài thơ về ngôi nhà đang xây. Chiều đi học về chúng em qua ngôi nhà xây dở. Giàn giáo tựa cái lồng che chở, trụ bê tông nhú lên như một mầm cây. Bác thợ nề ra về còn hô hô cái bay. Tạm biệt, ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc, thở ra mùi vôi vữa nồng hăng. Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong, là bức tranh còn nguyên màu vôi gạch. Bầy chim đi ăn về, rót vào ô cửa chưa sơn vài nốt nhạc. Nắng đứng ngủ quên trên những bức tường, làn gió nào về mang hương, ủ đầy những rãnh tường chưa trát vữa. Bao ngôi nhà đã hoàn thành đều qua những ngày xây dở. Ngôi nhà như trẻ nhỏ lớn lên với trời xanh. Đổng Xuân Lan. Như vậy các em vừa theo dõi bài thơ. Trong bài thơ có các từ giàn giáo là giàn làm bằng gỗ tre hoặc là sắt để công nhân xây dựng làm việc trên cao. Trụ bê tông là cột chịu lực toàn bộ ngôi nhà được đúc bằng thép, xi măng, đá, cát và nước. Cái bay là dụng cụ gồm một miếng thép mỏng hình lá lắp vào cán dùng để xây trát láng. Tiếp theo trả lời câu hỏi 1. Trong hai khổ thơ đầu, ngôi nhà đang xây được tả bằng những hình ảnh nào? Cách tả đó có gì độc đáo? Hình ảnh so sánh, hình ảnh nhân hóa. Như vậy các em đọc kỹ lại hai khổ thơ đầu thì chúng ta thấy hình ảnh so sánh giàn giáo tựa cái lồng che chở, ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc. Tựa vào nền trời sẫm biếc. Ngôi nhà giống như bài thơ sắp làm xong. Hình ảnh nhân hóa là trụ bê tông nhú lên như một mầm cây. Rồi thở ra mùi vôi vữa nồng hăng. Ngôi nhà đang xây được miêu tả bằng những hình ảnh so sánh nhân hóa khiến ngôi nhà trở nên rất sinh động. Tiếp theo câu 2, hình ảnh bác thợ này được tả ở khổ thơ đầu gợi cho em suy nghĩ gì? Hình ảnh bác thợ này được tả ở khổ thơ đầu gợi cho em suy nghĩ bác là người rất chất phác, nhân hậu dễ gần và thân thiện. Câu 3, tìm những hình ảnh nói về sự gắn bó của mọi sự vật sau với ngôi nhà đang xây. Chim, bầu trời, gió. Thì những cái hình ảnh nói về sự gắn bó của mọi sự vật với ngôi nhà đang xây là bầy chim đi ăn về, rót vào ô cửa, chưa sơn vài nốt nhạc, nắng đứng ngủ quên trên những bức tường. Làn gió nào về mang hương ủ đầy những rãnh tường chưa chắc vữa. Câu 4, theo em tác giả muốn gửi gắm điều gì qua hai câu thơ cuối bài? Thì ngôi nhà đang xây dở vừa là một cái gì đó có thật, vừa là một cái gì đó trừu tượng. Nó tượng trưng cho cuộc sống mới, hiện đại và hạnh phúc đang dần dần được hình thành và phát triển trên đất nước ta. Bài thơ không đơn thuần chỉ là viết về một ngôi nhà đang xây dở nữa mà còn là viết về con người, qua đó tác giả muốn gửi gắm trẻ nhỏ cũng vậy, sẽ học hành, sẽ lớn lên với cuộc đời. Tiếp theo, hai nhỏ đọc mở rộng sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách, chủ điểm chung sống yêu thương.
À, các em tìm đọc bản tin gợi ý về một cái hoạt động thiện nguyện về trường học xanh sạch đẹp về một trải nghiệm thú vị. B, các em sẽ ghi chép và trang trí nhật ký đọc sách của mình. Tên bản tin, tác giả, thông tin chính, suy nghĩ cảm xúc. Rồi cùng bạn chia sẻ bản tin đã đọc, nhật ký đọc sách, những điều em hiểu biết thêm, suy nghĩ cảm xúc của em sau khi đọc bản tin. Ghi chép tóm tắt một bản tin được bạn chia sẻ bằng sơ đồ, thông tin 1, thông tin 2. Rồi E, đọc một bản tin được bạn chia sẻ mà em thích. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ đọc và chúng ta sẽ làm theo những cái yêu cầu ở đây. Tiếp theo, luyện từ và câu kết từ. Một nhỏ, mỗi từ in đậm trong đoạn văn sau được dùng để làm gì? Chú chim sâu vui cùng vườn cây và các loài chim bạn. Nhưng trong trí nhớ thơ ngây của chú còn mãi sáng ngời hình ảnh một cành hoa mận trắng biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới. Nguyễn Kiên. Như vậy, trong đoạn văn thì chúng ta có các từ in đậm và, nhưng và của, để. Thì mỗi từ in đậm trong đoạn văn được dùng để nói các từ và các câu trong đoạn văn. Câu 2. Trong mỗi câu sau, các từ in đậm có tác dụng gì? A. Vì rùa biết mình chậm chạp nên nó cố hết sức chạy thật nhanh. B. Nếu trời mưa to thì buổi cắm trại của chúng tôi sẽ phải hoãn lại. Như vậy, ở đây chúng ta có các từ in đậm vì, nên, nếu, thì. Thì trong mỗi câu, ở câu A, như vậy ở câu A, từ vì, nên có tác dụng là nói các từ ngữ nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các từ ngữ với nhau. B, nói các từ ngữ nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các từ ngữ với nhau. Ghi nhớ, kết từ là từ nói các từ ngữ hoặc là các câu nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các từ ngữ hoặc là các câu với nhau. Một số kết từ thường dùng và, với, hoặc, của, mà, để, về. Một số cặp kết từ thường dùng vì, nên, nếu, thì, không những, mà còn. Số 3 nhỏ tìm kết từ trong mỗi đoạn văn sau. A. Chị Na nhấc ba đôi dép mới khẽ nói, đây là đôi của anh cả, còn đây là đôi của chị em mình. Mẹ bảo mùng 1 mới được đi, nhưng giờ mình đi thử một tí rồi lại cất lên. Theo Cao Nguyệt Nguyên. B. Trăng cuối tháng vàng và nhọn như một chiếc ngà non, đã ló ra khỏi đỉnh núi. Trời đầy sao, gió lộng trên những ngọn cây cao, nhưng trong rừng thì hoàn toàn yên tĩnh. Hoa lá, quả chín, những vạt nấm ẩm ướt đua nhau tỏa mùi thơm. Những đốm sáng lân tinh trên gỗ và trên lá mục lấp lánh theo Vũ Hùng. Như vậy, các em tìm kết từ trong mỗi đoạn văn. Thì ở đoạn văn A có tích cực, có các kết từ đó là nhưng và còn, từ còn và từ nhân. Ở câu B thì có từ và, rồi từ nhân, rồi kết từ thì. Bốn nhỏ chọn cặp kết từ phù hợp trong khung thay cho ô hoa trong mỗi câu sau. Tuy nhân, nhờ nên, nếu thì. A. Chăm chỉ luyện tập, đội bóng đá nữ của lớp 5C đã đoạt giải nhất. Như vậy, chúng ta sẽ chọn cặp từ nhờ, nhờ nên, nhờ chăm chỉ luyện tập nên đội bóng đá nữ của lớp 5C đã đoạt giải nhất. B. Trời ấm dần lên, những ruộng mạ sẽ lên xanh mướt. Như vậy, chúng ta sẽ chọn cặp từ nếu. Nếu trời ấm dần lên thì những ruộng mạ sẽ lên xanh mướt. C. Trời còn mù sương, đám thanh niên trong làng đã ý ới gọi nhau lên nương. Tuy trời còn mù sương nhưng đám thanh niên trong làng đã ý ới gọi nhau lên nương.
Câu 5 đặt câu giới thiệu về một bài hát mà em thích, trong đó có sử dụng kết từ, chỉ rõ kết từ và tác dụng của nó. Ví dụ bài hát em thích là Một con vịt của tác giả Kim Duyên. Kết từ của, tác dụng nói các từ ngữ nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các từ ngữ với nhau. Tiếp theo phần viết, trả bài văn kể chuyện sáng tạo bài viết số 1. Đề bài viết bài văn kể lại câu chuyện sự tích cây thì là với những chi tiết sáng tạo. Thì các em sẽ nghe thầy cô nhận xét chung về bài văn. Ưu điểm, bài viết đủ 3 phần, kể đầy đủ các sự việc chính của câu chuyện, thêm được những chi tiết hay thể hiện sự sáng tạo ở một sự việc. Hạn chế, cấu tạo, các chi tiết sáng tạo chưa hấp dẫn, dùng từ viết câu. Hai là đọc lời nhận xét của thầy cô và chỉnh sửa bài đã viết về cấu tạo, trình tự kể, dùng từ viết câu. Ba, trao đổi với bạn. Thì các em sẽ trao đổi với bạn những điều em học được ở bài viết của bạn về kết bài, thân bài và về mở bài, thân bài và kết bài. Rồi dùng những cái điều em có thể điều chỉnh, những điều em có thể điều chỉnh để bài viết của mình hay hơn. Thì các em có thể là phát triển cái ý thể hiện sự sáng tạo đối với sự việc đã chọn, rồi chỉnh sửa từ ngữ diễn đạt. Bốn nhỏ là chúng ta sẽ viết lại một đoạn văn trong bài đã viết cho hay hơn bằng cái cách thay thế từ ngữ hoặc là thêm vào một số chi tiết sáng tạo. Cuối cùng vận dụng, chúng ta sẽ trao đổi với bạn về một việc có ích mà em có thể làm cho cộng đồng. Như vậy chúng ta có thể làm cho cộng đồng những cái công việc nào có ích thì các em hãy cùng trao đổi với bạn. Ví dụ như một việc làm có ích mà em có thể làm cho cộng đồng đó là quyên góp sách vở cũ nè, quần áo tặng học sinh vùng lũ lụt. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Sau khi xem xong, các em thấy thích thầy chia sẻ, mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.